Ở tuổi 77, Chí Linh đã chuẩn bị kỹ cho việc sang thế giới bên kia. Từ năm 75 tuổi, tôi đã chuẩn bị xong xuôi cho cái chết của mình. Những bộ quần áo từ ngày xưa và một số kỷ vật ý nghĩa khác được tôi gói ghém, hút chân không cẩn thận. Sau khi tôi qua đời, những món đồ có thể được trưng bày trong triển lãm hoặc bảo tàng cho gia đình hay tổ chức xã hội nào đó được thực hiện để khán giả có thể ngắm, nhìn và nhớ về Chí Linh, ông nói. Bên cạnh những việc lưu giữ những kỷ vật, Chí Linh còn ấp ủ một live show mở cửa tự do cho tất cả những người yêu thích giọng hát của mình trước khi sang thế giới bên kia. Nam danh ca coi đó là cơ hội để tri ân khán giả yêu thương. Nhưng chưa đủ điều kiện mua vé đi xem trực tiếp, ông muốn tìm một địa điểm để mọi đối tượng khán giả như thương binh, người già đều có thể tham gia. Chí Linh dự định tổ chức ở cả ba miền. Đau đáu nghĩ về những kế hoạch tri ân khán giả nhưng với các con, Chí Linh bảo ông không còn gì phải ấy nữa nếu nằm xuống. Những năm tháng sống trên cuộc đời này, ông đã hoàn thành trách nhiệm của mình với họ. Khi được hỏi về hôn nhân của con trai Chế Phong và con dâu Thanh Thanh Hiền, Chí Linh phủ nhận tin đồn các con đã ly thân. Ông và các con thường chỉ gặp nhau trong các chuyến lưu diễn, nhưng ông vẫn lặng lẽ quan tâm đến cuộc sống của chúng. Nam danh ca khen con dâu Thanh Thanh Hiền hát cải lương và bolero hay nhất. Các con của Chí Linh đều sở hữu giọng hát đẹp, theo đuổi con đường âm nhạc, nhưng ai có được thành công và danh tiếng bằng bố? Danh ca hiểu điều đó, nhưng chưa bao giờ can thiệp, đòi hỏi các bầu show phải mời con mình đi hát. Ông bảo đó là sự tôn trọng dành cho các con. Con tôi cũng có tay chân, có giọng hát, suy nghĩ giống tôi và rất tự lập, nên không cần thiết tôi phải làm điều đó. Tôi cũng không cho phép bản thân ép bầu show phải mời con thì mình mới đi hát. Về kinh tế, tôi âm thầm hỗ trợ các con, Chí Linh nói. Trong live show Tình Xuân Bolero, Chí Linh sẽ song ca với ca sĩ Lê Cường. Ban tổ chức hiện chưa quyết định cả hai hát bài gì, nhưng cho biết đó là sẽ một những bản hit của nam danh ca sinh năm 1942. Lê Cường được biết đến từ Nhân Tố Bí Ẩn năm 2017, từng tạo ra cuộc tranh cãi giữa các giám khảo Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương, Dương Khắc Linh và Tùng Dương. Ngoài Chí Linh, live show còn có sự tham gia của danh ca Phương Dung, Dương Ngọc Thái, Triệu Trang.